Bây giờ chúng ta cùng làm câu liên quan con lắc đơn. Đề bài cho con lắc đơn chiều dài dây là 1 mét này. L 1 mét. Rồi. À, biên độ góc là 9 độ. Dao động điều hòa với biên độ góc alpha 0 bằng 9 độ. Nó sẽ đi trở lại. Rồi. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng, mốc thế năng ở độ cao này. Yêu cầu tìm V khi động năng bằng thế năng. Tìm vận tốc, tìm tốc độ của vật khi động năng bằng thế năng. Thì cái này chúng ta làm rất là đơn giản thôi. Chúng ta nhớ là đối với con lắc lò xo thì chúng ta nhớ rồi. Công thức cơ năng bằng 1 phần 2 Ka bình bằng 1 phần 2 M omega bình A bình. Đấy. Động năng thì bằng cơ năng nhân sin bình, còn thế năng bằng cơ năng cốt bình. Đấy. Cái đấy chúng ta biết rồi. Thầy viết luôn ra nhé để hệ thống lại luôn. Động năng thì bằng cơ năng nhân sin bình omega t cộng phi, còn thế năng thì bằng cơ năng nhân cốt bình omega t cộng phi. Đấy là đối với con lắc lò xo. Con lắc đơn chúng ta cũng dùng công thức như này, nhưng không có k, mà k chúng ta được thay bằng m omega bình. Tức là cứ chỗ nào có k thì thay bằng m omega bình. Thì mọi công thức liên quan con lắc lò xo chúng ta đều dùng được cho con lắc đơn. Thế ở đây người ta cho là động năng bằng thế năng, người ta có điều gì? Động năng bằng thế năng. Thì từ đấy suy ra được là động năng, hai động năng bằng cơ năng. Tại vì động năng cộng thế năng thì bằng cơ năng mà. Thì ta suy ra ngay được điều sau này. 1 phần 2 này nhân với 1 phần 2 MV bình. Đây là động năng này. Hai là động năng này. Bằng cơ năng. Cơ năng thì bằng gì? Bằng dùng cái này đi. 1 phần 2 M omega bình A bình. Rồi. Thế giản ước 1 phần 2 M, 1 phần 2 M đi. Thì ta có được điều sau. Từ đấy suy ra được là. Suy ra được là gì? V bình bằng cái này. V bình bằng omega bình A bình chia 2. Suy ra điều này. Đấy. Thì suy ra được là V của chúng ta ấy sẽ bằng là căn của omega bình A bình chia 2. Ở đây có hết chưa? Omega của chúng ta thì bằng căn G trên L. A của chúng ta thì bằng alpha 0 nhân L. Thế xong hết rồi. Như vậy viết ra được là suy ra V bằng này. Căn G trên L. G trên L thì tính luôn thôi nhé. Là G là 10. L là 1. Như vậy cái nào căn 10. Như vậy omega bình là căn 10 bình phương. Nhân A. Alpha 0 nhân L. Alpha 0 nhân L. Cái chỗ này rất nhiều bạn bị nhầm lẫn này. Alpha 0 là 9 độ. 9 độ chúng ta phải đổi sang radian. Thế đổi như thế nào? 180 độ thì là pi radian. Thì 9 độ sẽ bằng là gì? 9 nhân pi chia 180. 9 chia 180 nhân pi tức là bằng pi trên 20. Rồi. Thì thay cái này vào là alpha là pi trên 20 nhân với L là 1 mét thì bằng là pi trên 20. Pi trên 20 mét. Đấy. Thì là pi trên 20 đây. Bình phương chia cho 2. Rồi, ra kết quả bằng căn 10 bình là 10 này nhân với pi trên 20 chia cho 20 bình phương bằng này chia cho 2 bằng lấy căn bằng 2. Thì kết quả là bằng 0,351 mét trên giây. Như vậy đáp án bài này là đáp án gì? 0,351 mét, đáp án D. Đấy. Thì với câu hỏi này thầy chú ý một điều là đối với bài toán liên quan đến năng lượng của con lắc lò xo hay con lắc đơn thì chúng ta đều lấy công thức của con lắc đơn, lấy công thức của con lắc lò xo. Công thức con lắc lò xo các em làm nhiều dễ thuộc. Còn đối với con lắc đơn chúng ta coi nó như con lắc lò xo, ở đó K thì thay bằng M omega bình thì mọi chuyện trở nên rất là đơn giản và rất là quen thuộc. Bây giờ chúng ta làm một câu liên quan đến sóng, như là liên quan đến phương truyền sóng. Câu này cũng là câu rất là thú vị. Nếu như chúng ta không có kỹ thuật mà thầy chỉ ra thì việc phân tích là cực kỳ là khó. Các em hình dung như sau này. Thầy lấy một cái điểm để chúng ta hình dung ví dụ nhé. Trong bài này người ta cho gì? Hình dạng sóng truyền
theo chiều dương của trục Ox, tức là sóng truyền theo chiều này, ở một thời điểm có dạng như hình vẽ. Ngay sau thời điểm đó, chuyển động của các phần tử A, B, C, D và E như thế nào? Thì trước khi làm cụ thể bài này thì thầy phân tích như sau. Xét tại một điểm bất kỳ này thì chúng ta vẽ cái quy tắc này, quy tắc gốc tọa độ. Chúng ta vẽ ra cái V này là V sóng. Ta sóng chuyển theo chiều này. Thì phần tử tại cái điểm này sẽ chiều truyền đang chuyển động lên trên hoặc xuống dưới. Lên trên hoặc xuống dưới, chúng ta kẻ một đường thẳng ra. Nhưng kết quả thực sự chiều truyền của nó là chiều, trong trường hợp này là chiều này, là V của phần tử tại đây. Quy tắc là như sau. Cái VD này và V sóng nó phải tạo ra một cái góc. Góc này không chứa cái đường này. Nếu như bạn nào đó chọn VD lên trên, VD lên trên, thì cái góc này nó chứa cái đường này thì là sai. Đây là sai. Đấy, quy tắc có mỗi thế thôi. Thế xét tại điểm E. E thì vẽ lùi lại đây nha. V sóng là V này. V sóng. Kẻ cái đường này. Thì nếu VE ở trên này, thì góc này sẽ không chứa đường này. Nhưng nếu mà VE ở dưới này, nếu chọn VE ở dưới thì góc không chứa đường này. Thì cái này sai. Đấy. Như vậy ta có đây là VE. Đây là VD. Với quy tắc gốc tọa độ này thì mọi thứ cực kỳ đơn giản khi xác định chiều truyền của sóng và chiều dao động của phần tử vật chất. Thế còn các điểm như điểm A, điểm C này, điểm A là trên đỉnh rồi thì đương nhiên phải đi xuống. Còn điểm D, C ở dưới đáy thì đương nhiên phải đi lên. Chả có gì phải bàn chỗ đấy cả. Và điểm B thì sao? Nếu điểm B chúng ta cũng thế thôi, B cũng là một điểm bình thường thôi. V sóng này, thì đây là VB này. V sóng này. Đấy. Thế ta kết luận là gì? A đi xuống, B đi lên, C lên, điểm D đi xuống, điểm E đi lên. Đấy, thế là xong. Bây giờ ta đọc từng câu một xem sao. AD đi xuống, AD đi xuống, đúng rồi. BC và E đi lên, BC và E đi lên, đúng. Đây, B lên, C lên, E lên. Nhưng đáp án bài này may quá là đáp án A. Nhưng nếu nó không phải là đáp án A thì chúng ta lập luận tương tự, chúng ta cũng sẽ kiểm tra được các đáp án khác. Thì đấy là câu liên quan đến phương truyền sóng. Và các em nhớ cho thầy một điều là dùng công thức gốc tọa độ, tức là vẽ cái trục tọa độ ra, cái góc này nó không chứa đường thì là xong, không chứa cái hình ảnh của sóng là xong. Bây giờ chúng ta đến một câu liên quan đến giao thoa sóng ánh sáng. Trong một thí nghiệm ion về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng là đỏ là lambda đỏ bằng 686 nanomet. 686 nanomet. Rồi. Ánh sáng màu lam có bước sóng lambda. Lambda lam bằng lambda. Mà lambda này thuộc khoảng từ 450 nanomet đến 510 nanomet. Trên màn trong khoảng giữa hai vân gần nhau nhất cùng vân trung tâm có 6 vân màu lam. Câu hỏi là trong khoảng này có bao nhiêu vân màu đỏ? Câu này thực ra là câu khá đơn giản. Đây, vân trung tâm đây. Khe ion nhé. Đây, hai khe ion đây. Thì tại vị trí này là vân trung tâm O. Tại vị trí này là vân sáng đỏ trùng với lam. Đỏ trùng với lam. Rồi. Thì tại vị trí vân trên màn này trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm. Đây là vân gần nhất cùng màu vân trung tâm thì chỗ này lại là đỏ trùng với lam. Thì trong đây có cái gì? 6 vân màu lam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vân màu lam. Thì cái này là cái thứ 7 của vân màu lam. Như vậy chúng ta có là vân thứ K của lambda đỏ trùng với vân thứ 7 của lambda lam. Đấy, thì ta có điều này. Mỗi thế thôi. K lambda đỏ bằng K, ví dụ N1 lambda đỏ bằng N2 lambda lam. N1 là K, N2 là 7. Đây là vân thứ 7 của lambda lam. Rồi, thế tôi suy ra ngay được kết quả. Ta có điều gì? K không biết, để nguyên. Lambda đỏ là 686 bằng 7 nhân lambda lam. Rồi, bây giờ chúng ta cho cái lambda lam chạy từ cái này đến cái này thì ta sẽ tìm khoảng K. Vì lambda lam
thuộc khoảng từ 450 đến 510. Suy ra được là K của chúng ta lớn hơn, nhỏ hơn. Nào, lớn cái gì? Lớn hơn khi thay cái lambda lam nhỏ nhất vào thì ra K nhỏ nhất là 7 nhân 450 trên 686. Thay lambda lam to nhất vào thì ra cái to nhất 510 trên 686. Rồi, ta có như sau. 7 nhân 510 chia 686. Kết quả là bằng K này nhỏ hơn 5,2. Còn chỗ này sẽ là gì? 7 nhân 450 chia cho 686 thì bằng lớn hơn 4,59. Thì tôi suy K bằng 5. K bằng 5 có nghĩa là gì? K bằng 5 có nghĩa là ta có được là 5 lambda đỏ bằng 7 lambda lam. Thì nghĩa có nghĩa là gì? Đây là cái thứ 5 của lambda đỏ. Cái thứ 5 của thằng đỏ thì trong đây sẽ là gì? 1, 2, 3, 4 và đây là thứ 5. Thì trong đây sẽ có 4 cái thằng đỏ. Vậy đáp án của bài này số vân sáng đỏ là 4. Đấy, thì đấy là lời giải liên quan câu giao thoa sóng ánh sáng với nguồn sáng phát ra đồng thời hai bước sóng. Bây giờ chúng ta làm câu liên quan đến giao thoa sóng. Trên một mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp cùng pha. Cùng pha này. Có biên độ là 1,5A và 2A. Dao động vuông góc với mặt thoáng chất lỏng. Nếu cho rằng sóng truyền đi với biên độ không đổi, thì tại một điểm M, cách hai nguồn, những khoảng D1, D2 sẽ có biên độ dao động là bao nhiêu? Thầy mô tả lại cho chúng ta hình dung rõ nhé. Hai cái điểm này, nguồn O1, O2. Nguồn O1 thì biên độ là 1,5A, nguồn O2 thì 2. Dao động vuông góc với mặt thoáng, tức là cả hai thằng cùng dao động vuông góc. Nếu cho rằng sóng truyền đi với biên độ không đổi, thêm một điều nữa, phải đọc lại từ đầu nhé. Trên một mặt thoáng có hai nguồn kết hợp cùng pha, nhé. Nào, thì cái U1 này, U của thằng này này, U1 bằng 1,5A nhân với cos của omega t. Đấy, giả sử thế, cùng pha thầy cho pha của hai thằng bằng 0 đi. U2, đây có U2. U2 bằng gì? U2 thì bằng 2A, biên độ là 2A nhân cos của omega t. Đấy, hai nguồn kết hợp cùng pha, thầy lấy luôn pha bằng 0. Tiếp tục này. Nếu cho rằng sóng truyền đi với biên độ không đổi, không thay đổi, biên độ không thay đổi thì tại một điểm M cách hai nguồn, cách nguồn thứ nhất, cách nguồn thứ hai, đây M đây, đoạn này là 5,75 lambda, đoạn này là 9,75 lambda, thì điểm M dao động với biên độ là bao nhiêu? Thế ta phải viết cái gì? Sóng từ O1 truyền tới M thì là U1M này bằng gì? Bằng cái này là 1,5A nhân cos của omega t trừ 2pi D1. D1 là 5,75 trên lambda, trừ 2pi trên lambda. Thì bỏ cái này đi, ta có ngay được cái U1 bằng sau. 1,5A nhân cos của omega t trừ 5,75 nhân 2 thì ra bao nhiêu? 5,75 nhân 2 thì kết quả được là 11,5 pi. Đấy, thì phương trình của 1 truyền tới M là cái này. Tương tự thế, phương trình của 2 truyền tới M bằng cái gì? Bằng 2A cos của omega t trừ 2πd. 2πd là 9,75 lambda chia lambda. Rồi, bỏ lambda đi. Thì ta được có kết quả là 2 nhân 9,75 thì bằng là 19,5. Như cái này bằng là 2A cos của omega t trừ 19,5 pi. Rồi, đây là U2. U2M. Đây là U1M. Cái người ta hỏi là cái gì? Thì anh giấu hai cái này vậy nhé.
Cái nhất ta hỏi là cái gì? Cái nhất ta hỏi là tại cái điểm M này thì biên độ M U0M bằng bao nhiêu? U0M 1M là bằng 1,5A, U02M là do hai chuyển tới là 2A. Thế thì U0M bằng bao nhiêu? Bây giờ ta coi như A1, ta bỏ qua A đi để tí tính được bao nhiêu thì nhân A là xong thôi. Thì thực chất là tại M này hai sóng chuyển tới thì phương trình sóng tại M là tổng hợp của hai này. Như vậy tôi sẽ suy được là UM thì bằng là U1M cộng với U2M. Đấy. Hai cái này cộng với nhau đây chính là tổng hợp hai đoạn điều hòa. Tạm thời ta bỏ số A đi. Thì biên độ này 1,5, biên độ này 2. Lát đã tính được tổng hợp ra bao nhiêu đó thì ta nhân A nữa là ra kết quả. Thế đến đây ta dùng máy tính ta bấm thôi. À gì? Thằng này là bằng này 1,5 pha ban đầu là trừ 11,5 pi cộng với thằng này là 2 pha ban đầu là trừ 19,5 pi. Rồi bấm cái thì ra kết quả. Kết quả ở đây bằng gì? Chuyển sang mốt, bấm mốt 2 chuyển sang số phức này và để đơn vị độ là để đơn vị đo góc là radian. Cái này là 1,5, dấu này là shift dấu trừ này thì ra được cái dấu này trừ đi, đây là pha nó mở ngoặc ra nhá, trừ 11,5 nhân pi. Rồi đấy là kết quả đầu tiên, cộng với cái thằng sau này là 2, dấu này mở ngoặc ra là trừ 19,5 nhân pi, đúng không, vào bằng shift 23 thì ra kết quả ở đây là bằng 7,5, tức là 3,7/2 là 3,5 này, dấu này vi trên 2. Đó. Nghĩa là cái biên độ của nó sẽ là 3,5. Biên độ là 3,5. Tôi sẽ U0M này sẽ bằng 3,5. Nếu đây có A thì nhân thêm A ở đây nữa. Đấy, kết quả 3,5A. Thì đáp án của bài này là đáp án A. U0M bằng 3,5A. Như vậy với cái câu này chúng ta hiểu là xét phương trình sóng tại một điểm thì thực chất là sự tổng hợp của hai sóng tới, sóng từ O1 truyền tới, sóng từ O2 truyền tới. Sau khi hai sóng tới tổng hợp với nhau thì ra được cái phương trình sóng tại M. Đây là câu liên quan đến giao thoa, phương trình giao thoa. Bây giờ chúng ta làm một câu liên quan đến phần quang hình. Câu này thì tương tự câu trong ví dụ của cái bài đầu tiên phần quang hình. Đề bài cho là một người nhìn hòn sỏi dưới đáy một bể nước, thấy nó dường như cách mặt nước một khoảng 1,2 mét. Tức là như sau, đề bài cho hoàn cảnh là như này. Đây là cái bể nước này, một hòn sỏi dưới đáy bể nước, thì người anh nhìn thấy dường như nó cách đáy bể, nó cách mặt nước một đoạn là 1,2 mét. Thế thì ánh sáng đi như nào? Ta hình dung như ánh sáng đi như này nhé, vẽ cái mặt nước thấp xuống. Rồi, vẽ này nè. Rồi. Rồi có đây. Ánh sáng đi thẳng, truyền thẳng ra ngoài. Khi đi vuông góc, truyền thẳng ra ngoài. Đi chéo, thì khúc xạ chui ra ngoài theo kiểu chéo. Đấy. Và đây là S. Thì đây là S phẩy. Và người cho là cái ảnh này cách mặt nước một đoạn 1,2 mét. Tức đoạn này là 1,2 mét. Đấy, câu hỏi là gì? Độ sâu của bể nước, ta hỏi cái đoạn này là bao nhiêu? Rồi, thì các em hình dung như sau. Ánh sáng đi như này. Mắt muốn hứng được hai tia sáng này thì cái mắt nó phải vẽ ra to như này. Nhưng thực tế mắt rất nhỏ cho nên hai tia này rất là gần nhau. Vì vậy là chúng ta hiểu là trong hoàn cảnh này tất cả các góc này đều là góc nhỏ. Ví dụ đây là I2, đây là I1. Đây là I1 thì đây là I1. I1, I2 là các góc rất nhỏ. Đây là I2. Đấy. Điều kiện nhé. Nhớ là điều kiện này. Phải biết luôn đây. Điều kiện là I1, I2 là rất nhỏ. Trong ví dụ ở bài học trên Ben C, bài đầu tiên của phần quang hình thì có bài ví dụ tương tự như thế này. Và thầy không phân tích kỹ, thầy chỉ nhắc mấy cái điều kiện. Điều kiện I1, I2 là rất nhỏ. Thì ta có điều sau này.
Nếu thầy gọi đoạn này là A thì ta có là tại vị trí này N1 sin I1 bằng N2 sin I2, thì ta có điều sau này: N1 sin I1 bằng N2 sin I2. Vì góc này nhỏ cho nên thành là N1 tan I1 bằng N2 tan I2. Thế thay vào xong rồi, N1 ở đây nước là 4/3, tang I1, I1 ở góc này, tang là đối trên kề A trên H. N2 là 1 nhân tang I2, tang I2 là A trên 1,2. A trên 1,2. Đấy, thì tớ suy ra được là H bằng cái gì? H bằng 4/3 nhân 1,2. Đấy, thì ra bao nhiêu? 1,2 chia 3 được là 0,4, thì là 1,6 mét. Thì bài này ý, nếu các em nhớ được công thức thì tốt, nhưng tuy nhiên thầy vẫn không khuyến khích nhớ công thức. Thầy chỉ nhắc một điều là nhớ là I1, I2 là rất nhỏ, thì xin xấp xỉ tang và có công thức này. Quan trọng nhất là nhớ được hình vẽ. Có hình vẽ thì suy một bước là ra kết quả đáp số của bài này. Bây giờ chúng ta cùng làm câu liên quan đến truyền tải điện năng. Điện năng ở một trạm phát điện xoay chiều 1 pha truyền đi xa với điện áp là 10 kV. Điện năng được truyền đi đây. Với điện áp U là 10 kV. 10 kV. Ở đầu truyền đi. Thì hiệu suất truyền tải là 84%. Với hiệu thế này thì hiệu suất truyền tải H bằng 84%. Rồi. Để hiệu suất truyền tải là 96%. Thì điện áp truyền tải là bao nhiêu? Để hiệu suất là 96% thì U bằng bao nhiêu? Để H bằng 96%. Đấy, đề bài cho như vậy. Công suất truyền tải với cái máy phát điện này, người ta hiểu là công suất truyền tải là không đổi. Còn nếu như đề bài người ta nói các hoàn cảnh khác là công suất tiêu thụ không đổi hay cái điều gì đó không đổi thì chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng ở đây là với một cái máy phát điện, một cái trạm phát điện này thì công suất truyền tải là không đổi. Tiếp tục là bây giờ chúng ta sẽ xử lý thế nào? Chúng ta có này, H bằng gì? Trong quá trình truyền tải nhé, thì cái đường dây này có điện trở R. Công suất tiêu thụ trên dây này là công suất hao phí là I bình R. Mà công suất truyền tải là P bằng U I cos phi. Đấy, chúng ta có thế. Ở đây cũng thế. Đối với hệ thống dây sau khi đổi hiệu thế mới thì công suất hao phí đây, đây hao phí nhé. Hao phí đây cũng bằng I bình phương nhân R. R của hai chỗ này bằng nhau vì đều là điện trở của dây. Và công suất này thì P cũng bằng là U I cos phi. U này ta gọi là U phẩy đi. Đấy. Thì ta có như sau này. Viết công thức hiệu suất đây nhé. Là P hao phí bằng I bình R. Còn P truyền tải thì bằng là U I cos phi. Như vậy chúng ta có I thì bằng U P trên U cos phi. Nhưng cái này bằng là P bình phương trên U bình phương cos bình phương của phi nhân với R. P là này. Thì hiệu suất ban đầu là 80%. 84% nghĩa là gì? H này bằng P, P tiêu thụ chia cho P cũng bằng là 1 trừ P hao phí trên P. Như vậy cái này ta viết được thành là cái này ta viết nhầm, không phải 1 trừ, mà P trừ P hao phí trên P. P trừ P hao phí thì ra P tiêu thụ. Ví dụ truyền đi là 1 kW, mất đi là 1 W, thì cái này còn lại là 1 kW trừ 1 W. Đấy, thì ta có được điều này là 1 trừ P hao phí trên P. Rồi, 1 trừ P hao phí trên P thì ra cái gì? Lúc đầu thì cái này là 84%. Lúc sau thì cái này là 96%. Bây giờ ta viết luôn vào đây nhé. Nó bằng này. Nhìn nó rõ này. 1 này. Trừ P hao phí. P hao phí là cái này. Cái này mà chia cho P thì sẽ ra được là P nhân với R chia cho U bình cos phương phi. Rồi. Thế thì bây giờ ta có cái trường hợp 1. Trường hợp ban đầu là 0,84 bằng P bằng 1 trừ P nhân R chia cho
U bình là 10 kW, 10 kV bình. 10 kV tức là 10 × 10√3 V nhân cos phi bình phương. Cái gì không có cái để nguyên đấy. Thì đây là đây là U bình này. Rồi. Trường hợp 2 thì 0,96 bằng 1 trừ đi P nhân R. Cái nhóm này vẫn không đổi. Chia cho U phẩy bình phương đang cần tìm nhân cos phi bình phương. Rồi, thế thôi, thế xong rồi. Thế đây là cái đề bài cho. Thì từ hai cái điều này chúng ta phải tìm U phẩy. Thì mà làm thế nào? Chúng ta vứt cái biểu thức này sang vế, vứt số sang vế rồi chia tỷ lệ cái thì ra ngay. Nhưng mà ta viết ra được cái gì? Cách giải như sau nhá. Để cái này sang vế bên kia thì ta có là P nhân R chia cho. Thôi cái chỗ này để thầy viết dễ viết nhé. Thầy cứ để là U nhé. U bình cos phi này. Lát nữa, cos phi bình này, lát nữa ta thay cái này bằng 10 × 10√3 vào đây. Bằng chuyển 0,84 sang đây thì kết quả là bằng 0,16. Rồi. Tương tự thế là P nhân R trên U phẩy bình phương nhân cos bình phương phi thì bằng chuyển cái này sang đây thì 0,04. Rồi, bây giờ ta chia tỷ lệ. Lấy cái trên chia cái dưới. Cái trên chia cái dưới, trên chia cái dưới thì suy ra kết quả như sau này. Cái này chia này mất đi. Cos phi chia mất đi. Còn lại là 1 trên U bình chia cho 1 trên U phẩy bình. 1 trên U bình chia cho 1 trên U phẩy bình, ta nhân với U phẩy bình phương trên 1 bằng cái này chia này là bằng 4. Thế xong rồi. Nhưng mà ta có được điều gì đây? Suy ra U phẩy bằng 2U. Như vậy bằng là U của chúng ta là bằng 10 kV, thì cái này bằng là 2 × 10 kV bằng 20 kV. Đấy, nó như thế thôi. Như vậy ở đây thầy chú ý một điều là đối với bài toán liên quan hiệu suất của quá trình truyền tải trong trường hợp công suất tiêu thụ không đổi thì chúng ta viết theo kiểu này. Chúng ta ít dùng công thức là H bằng P tiêu thụ trên P nhé, mà thường là viết là H bằng là 1 trừ P hao phí trên P. Thông thường viết kiểu này. Đấy, nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đề bài cho mạch điện như hình vẽ. R1 nối tiếp R2, R3 nối tiếp R4, hai nhóm này song song với nhau. Giữa hai đầu này có một cái vôn kế và điện trở vôn kế R vôn bằng vô cùng. R vôn kế bằng vô cùng. Và giá trị R1, R2, R3, R4 đề bài cho rồi. R1 là 2 ohm. R2 là 3 ohm. R3 là 5 ohm. R4 là 4 ohm. Tức là với những bài toán liên quan đến mạch điện ở phần lớp 11 như này, chúng ta điền tất cả thông tin lên. Chúng ta nhìn nó rõ. Sau đó ta tính được cái gì, ta điền tiếp vào đấy. Yêu cầu bài toán là tính gì? Tìm số chỉ của vôn kế. Tìm số chỉ của hai đầu này. Ví dụ thầy điền được cái số này M, N. Thì yêu cầu bài toán này là tìm UMN. Nhưng mà câu hỏi này là UMN bằng hỏi chấm. Rồi. UMN hoặc UNM. Ở đây người ta không nói cực nào cực dương, cực nào cực âm. Thì giả sử là cực này cực dương đi, cực này cực âm. Thì sao? Cái UMN được tách như thế nào? UMN thành UMA cộng UAN. Rồi, UMN bằng UMA cộng với UAM AN. Rồi, UMA này cộng với UAN này. Mà cực này cực dương thì dòng điện chạy theo chiều này. Chạy theo chiều này. Sang đây. Thì UMA bao giờ bằng trừ UAM. Như vậy cái này ta viết được thành như sau. Trừ UAM cộng với UAN. Rồi. Thế mà UAM thì là UR1. UAN thì UR3. Như vậy đây bằng là trừ U1 cộng với U3. Nói tóm lại đến đây thì chúng ta hiểu là cái ta cần tìm là UMN thì ta đi tìm U1, U3. Tìm được hai thành phần U1, U3 thay vào đây thì ra kết quả. Bây giờ tìm U1, U3 thế nào? Thế đây trở về bài toán bình thường thôi.
với bài toán liên quan mạch điện, cái chỗ nào có vôn kế ta xóa đi, vì điện trở vôn kế là vô cùng lớn mà. Như vậy là ta bỏ này đi để nhìn ta rõ nhé. Bỏ đi mạch điện này trở thành cái này nối tiếp này, và hai nhóm này song song với nhau. Rồi ta tính y theo thành phần trên, y 12 trước đây. Y 12 thì bằng là UAB, UAB để bài cho là 18, chia cho R, R của đoạn AB, đoạn 12 này, là R1 cộng R2, R1 là 2, cộng R2 là 3. Như vậy là 18 chia 3, 18 chia 5. 18 chia 5, kết quả là bằng 3,6 ampe. Rồi, tương tự thế là Y34. Y34 thì bằng U hai đầu này chia R3, R4. 18 chia cho R3, R4. R3, R4 là hai cái nối tiếp với nhau thì hai nó cộng lại với nhau. 5 cộng 4 bằng 9. 9 này, 18, 9 là 2 ampe. Rồi, như ta có được Y từng thành phần này. Y này là 3,6. Y này là 2. Rồi, có Y này là 3,6 thì tìm U. U hai đầu R1 thì bằng 3,6 nhân với R1 nhân với R1 nhân 2. U hai đầu R2, U hai đầu R3 chứ, bằng 2 nhân với R, R này là 5. Đấy, như thế thôi. Ta suy được là U1 bằng Y, Y này, Y12 chính là Y1 mà, là 3,6 nhân R là 2 bằng 7,2 volt. Rồi, tiếp tục là từ đây suy U2, U3. U3 là U này này. Thì bằng Y này, Y3 bằng Y34, bằng Y4. Như vậy cái Y chạy qua 3 là 2, 2 nhân 5. 2 nhân 5 bằng 10 volt. Từ đây ta thay vào đây ta suy được kết quả là gì? Từ đây suy UMN. UMN bằng gì? Trừ U1 là trừ 7,2. Cộng với U2 là cộng, à, cộng U3 là 10. Thì bằng là 2,8 volt. Rồi. Như vậy là hiệu thế giữa hai đầu MN là 2,8 volt. Xong rồi. Đáp án là 2,8 volt. Giả sử, thầy nói giả sử nhé. Giả sử chúng ta tính ra được UMN là bằng trừ 2,8 volt. Thì chúng ta vẫn chọn là hiệu thế giữa hai điểm, à, số chỉ vôn kế là 2,8 volt. Vì lúc đấy là nếu ta chọn bên này âm bên này dương thì kết quả UMN nó sẽ bằng là trừ 2,8 volt. Thì có thế thôi. Mà nó tóm lại là người ta hỏi hiệu thế giữa hai đầu MN là bao nhiêu. Hay hiệu thế giữa hai đầu MN nếu người ta cho cụ thể bên nào cực dương bên nào cực âm thì nó sẽ ra có thể âm có thể dương. Nhưng người ta không nói gì cả và đáp án không có số âm. Giả sử ta tính âm rồi thì ta đổi dấu ra số dương. Đấy là cái phần chú ý đối với bài toán liên quan điện một chiều của phần lớp 11. Bây giờ chúng ta cùng làm câu liên quan đến mạch LC. Đề bài cho mạch LC có chu kỳ T. Giá trị cực đại của điện tích ở tụ là 5 microcoulomb. Đây. Q0 bằng 5 microcoulomb. Tức là bằng 5 x 10 trừ 6 coulomb. Biết trong một chu kỳ khoảng thời gian để cường độ dòng điện trong một chu kỳ này, khoảng thời gian để cường độ dòng điện qua mạch có độ lớn nhé, không vượt quá 15,7 mA là TN3. Tức là trong một chu kỳ khoảng thời gian để độ lớn cường độ dòng điện không vượt quá, tức là nhỏ nó bằng 15,7 mA thì cái khoảng thời gian này bằng bao nhiêu? Thầy Viện đọc lại cái này nhé. Biết trong một chu kỳ khoảng thời gian để cường độ dòng điện qua mạch có độ lớn không vượt quá 15,7 là T/3, là T/3. Yêu cầu bài toán là gì? Tần số của mạch dao động bằng bao nhiêu? Từ cái điều này suy ra tần số bằng bao nhiêu? Rồi, thì chúng ta có này, chúng ta có omega thì bằng 1 trên căn LC. Thì suy ra F của chúng ta bằng 1 trên 2π căn LC. Rồi, mục tiêu phải đi tìm L với C, cái tích của LC thì ra kết quả. Thế đây ta sử dụng có mỗi giả thiết này thôi, giả thiết này với giả thiết này. Thì giả thiết này là giả thiết quan trọng. Người ta làm thế nào? Cường độ dòng điện trong mạch. Cường độ dòng điện trong mạch đây. Đây là cái trục Y. Vị trí này là Y0.
Giá trị của y nhỏ nhỏ hơn 15,7. Độ lớn của nó nhỏ 15,7. Đây ví dụ đây là một vị trí 15,7. Vị trí bên này là trừ 15,7. Đấy, ví dụ thế. Trừ 15,7. Miliampere nhé, cái này là 15,7. Người ta nói là độ lớn y nhỏ 15,7 tức là gì? Độ lớn y nhỏ 15,7 tức là chuyển động trạng đều y trên cung này. Thì giá trị y nó ở từ đây đến chạy đến đây. Ở đây là 1,0. Ở đây là một giá trị nào đó nhỏ 15,7. Ở đây là một giá trị nào đó độ lớn cũng nhỏ 15,7. Đấy. Hoặc là đi từ đây đến đây. Như vậy ta có là khoảng thời gian độ lớn y nhỏ 15,7 bằng khoảng thời gian chuyển động trạng đều đi trên cung này và cung này. Thế thì góc quay ứng với khoảng thời gian tan 3 là gì? Alpha ứng với góc quay ứng với khoảng thời gian tan 3 thì bằng là omega tan 3. Omega t là bằng 2 pi trên omega 3 ở đây, bỏ đi, bằng 2 pi trên 3. Như vậy góc quay của chuyển động tròn đều sau pi trên 3 chu kỳ thì là 2 pi trên 3. Mà góc quay này ứng với cung này và cung này. Như vậy mỗi cung này là pi trên 3. Cung này là pi trên 3. Cung dưới này là pi trên 3. Rồi, ta đánh dấu đây để nhìn rõ này. Cung này pi trên 3 thì góc này của chúng ta là pi trên 6. Góc này của chúng ta là pi trên 3. Rồi. Để sử dụng góc này nhé, cốt bằng kề trên huyền. Cốt từ cái hình vẽ này, từ cái điểm này này. Cốt pi trên 3 bằng kề trên huyền là 15,7, trên huyền là trên y0. Để suy ra được rồi, y0 của chúng ta ấy, bằng 15,7 trên cốt pi trên 3. Cốt pi trên 3 thì là 1/2. Cái này kết quả là 31,4 mA. Rồi, đấy. Chúng ta có được kết quả Y0. Thế mà chúng ta có Y0 với Q0 quan hệ với nhau như thế nào? Nhớ nhé, là Y thì bằng Q phẩy này, bằng Q0 omega cos nhân sin omega T cộng phi. Nhớ biểu thức thế. Thì điều đấy có nghĩa là Y0 thì bằng Q0 omega. Ta có được tiếp theo Y0 bằng Q0 nhân omega. Như vậy tới ra sự omega. Omega bằng Y0 Y0 trên Q0 bằng Y0 là 31,4 nhân 10 mũ trừ 3 trên Q0 đề bài cho là 5 nhân 10 mũ trừ 6. Rồi. Đấy, bấm máy ra kết quả 31,4 10 mũ trừ 3 chia cho 5 10 mũ trừ 6. Kết quả bằng omega bằng 6280 radian trên giây. Đây kết quả omega. Nhớ đây là mini ampere nhé. Thì phải đổi ra ampere. Thì đây phải nhân 10 mũ trừ 3 vào, đổi ra đơn vị ampere. Rồi, bây giờ ta suy F. F của ta làm gì? Mình viết luôn đây nhá. F thì bằng là omega trên 2pi, tức là bằng là 6280 chia cho 2 nhân 3,14 chia cho 2 chia cho 3,14. Kết quả bằng 1000. Bằng 1000. 1000 Hz. 1000 Hz tức là bằng 1 kHz. Đó, đáp án của bài này là đáp án A. Như vậy với câu này chúng ta chữa được, ôn được công thức liên quan đến mạch LC. Nhớ công thức là Y0 bằng Q0 omega. Và bài toán này là ghép với một bài toán của phần dao động cơ học là khoảng thời gian để một đại lượng biến thế điều hòa nhỏ hơn một con số nào đó. Đấy, đấy là những cái mà chúng ta vừa làm đề vừa ôn lại được phần kiến thức cũ. Bây giờ chúng ta cùng làm câu liên quan đến phần phóng xạ.
Còn Trương vật lý hạt nhân, đề bài cho anh sau: chu kỳ bán rã của hai chất phóng xạ AB là TA và TB. Ở đó TA bằng 2TB, TB bằng 2TA. Rồi, đây là một cái này. Ban đầu hai khối chất AB có số hạt nhân như nhau. Với ban đầu là N0 của thằng A bằng N0 của thằng B. Sau khoảng thời gian T bằng 4 lần TA, sau khoảng T bằng 4 lần TA, thì tỷ số giữa hạt nhân A, B đã phóng xạ là bao nhiêu? Thì sau này này, thì tỷ số giữa hạt nhân A, B đã phóng xạ, hạt nhân A phóng xạ trên số hạt nhân B phóng xạ bằng bao nhiêu? Đấy, đề bài hỏi như thế. Thế đây chúng ta chú ý này, trong phần phóng xạ chúng ta nhớ này, đây giả sử đây là N0, sau một khoảng thời gian T thì phần còn lại NT. NT thì NT bằng N0 nhân 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn. Đấy, đấy là phần còn lại nhé. Thì số phóng xạ, số N phóng xạ thì bằng gì? Bằng cái ban đầu có trừ cái NT. Nhớ thế. Thế đây người ta hỏi là tỷ số giữa hạt nhân AB đã phóng xạ. Đây là cái mà rất dễ ta bị nhầm lẫn. Rồi, thế thì với câu hỏi này thì cái ta hỏi là cái này, cái này bằng cái gì? Bằng N0A trừ NTA, NT của thằng A chia cho N0 của thằng B trừ NT của thằng B. Rồi, thế xong rồi, lắp vào thôi. N0 đều bằng nhau, đều bằng N0. Thì thầy viết ra đây là N0 này trừ N0 nhân 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn là trừ T nhỏ. T nhỏ là bằng 4TA. 4TA chia cho T lớn là TA. Rồi, chia cái này N0 trừ đi 2 trừ đi N0 nhân 2 mũ trừ T nhỏ là 4TA trên T lớn là TB. Thế xong rồi. N0 bỏ hết đi. Cuối cùng bằng là 1 trừ đi 2 mũ, 2 mũ trừ 4 chia cho 1 trừ 2 mũ bao nhiêu đây? 2 mũ trừ bao nhiêu? TA trên TB. Đây này. TA trên TB thì bằng TA trên TB thì bằng 1/2. Như vậy cái chỗ TA trên TB thay 1/2 vào. 1/2 nhân với 4 thì ra 2. Như đây là trừ 2. Kết quả bằng lấy máy tính bấm thôi, chỗ này chả có gì cần phải nhẩm cả. 2 mũ trừ 4 này được bao nhiêu, chia cho 1 trừ 2 mũ trừ 2. 1 trừ 2 mũ trừ 4 chia 1 trừ 2 mũ trừ 2 thì kết quả là bằng 5/4. Đấy, đáp án của chúng ta là tỷ lệ số hạt nhân A đã phóng xạ trên số hạt nhân B đã phóng xạ là 5/4. Đáp án câu này là đáp án D. Thì các em hết sức chú ý nhé. Câu hỏi bài này là hỏi số hạt nhân đã phóng xạ chứ không phải số hạt nhân còn lại. Bây giờ chúng ta cùng làm câu liên quan sóng ánh sáng. Đề bài cho anh sau này: trong một thí nghiệm ion về giao thoa sóng ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5, tức là chúng ta có A bằng 0,5 mm. Rồi, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 mét, từ đây là 2 mét. Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bức sóng trong khoảng từ 380 đến 760 nanomet lambda thuộc khoảng từ 380 nanomet đến 760 nanomet. Rồi, M là một điểm trên màn cách vân sáng trung tâm 2 cm. M là một điểm trên màn cách vân sáng trung tâm 2 cm. Thì để nói cái điều đấy ta vẽ hình ra. Đối với môn lý thì cứ cái chỗ nào mà người ta mô tả bằng hình ảnh thì ta vẽ hình ra để mô tả nó. Rồi, khai dương đây. Một điểm M nằm trên màn. M nằm trên màn này. M cách
M một điểm trên màn này, cách vân sáng trung tâm 2 cm. Vân sáng trung tâm đây. Cách 2 cm. Rồi, tiếp theo. Trong các bức xạ cho vân sáng tại M, bức xạ có bước sóng dài nhất là bao nhiêu? Tức là tại đây, những cái bước sóng lambda, ví dụ là lambda 1, lambda 2, lambda 3 cho vân sáng tại đây. Chấm chấm nữa. Thì cái lambda min, min của thằng này thì bằng bao nhiêu? Đây là cái người ta hỏi. Đấy, đề bài hỏi như thế. Bây giờ chúng ta xử lý đây, điều kiện vân sáng, M là vân sáng hay sao? M là vân sáng. Thì ta có được gì? X sáng bằng K lambda đây trên A. Rồi, x sáng của chúng ta bằng gì? X sáng bằng K lambda trên A. M x sáng bằng M là bằng 2 cm. Nhưng đổi bằng mét nhé. Là 2 nhân 10 mũ trừ 2 mét bằng K nhân với lambda. Lambda để nguyên này. Nhân D. D là 2 mét. Trên A là 0,5 mm, tức là nhân 10 mũ trừ 3. Rồi. Thế từ đây chúng ta có đây. Ta có lambda từ 380 đến 760 nanomet. Ta thay vào thì ta sẽ suy được cái khoảng của K. Hoặc thầy viết theo kiểu khác từ chỗ này nhé. Đấy này, chúng ta suy K trước này bằng này. AX sáng trên lambda D. Đấy. AX sáng trên lambda D. DA X sáng này có rồi. Lambda to nhất thì suy K nhỏ nhất. Và lambda nhỏ nhất thì suy K to nhất. Như vậy thầy viết ở đây nhé. Thì suy được là K chúng ta lớn hơn hoặc bằng. Thay lambda nhỏ nhất, thay lambda to nhất vào thì K sẽ bé nhất. A là 0,5 nhân 10 mũ trừ 3 nhân x sáng là 2 nhân 10 mũ trừ 2 chia cho lambda D, lambda lambda to nhất là 760 nhân 10 mũ trừ 9 nhân D là 2. Đấy. Cái này là nanomet thì bằng là 760 nhân 10 mũ trừ 9 10 mũ trừ 9 mét. Rồi. Tiếp tục này. Thay lambda nhỏ nhất vào thì nó sẽ to được giá trị to nhất, nhỏ hơn bằng 0,5 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 2 nhân 10 mũ trừ 2 chia cho 380 nhân 10 mũ trừ 9 nhân 2. Đấy. Thì tới suy K lớn hơn bằng nhỏ hơn bằng. Lớn bằng bao nhiêu, nhỏ hơn bằng bao nhiêu? Nhân cái từ là 0,5 10 mũ trừ 3 nhân 2 10 mũ trừ 2 chia cho 760 10 mũ trừ 9 chia cho 2 thì kết quả bên này là 6,57. Còn bên này thì con số này nếu chúng ta làm nhiều chúng ta quen ấy, con số này bằng một nửa con số này thì cái cả cái vế bên này sẽ gấp 2 cái vế bên này, nhân 2 lên thôi thì ra được là 13,15. Rồi. Thế từ đấy chúng ta suy ra được là K chúng ta lớn hơn cũng bằng 7, nhỏ hơn bằng 13. Rồi, tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta suy ra cái người ta hỏi là cái gì? K chúng ta là lớn bằng 7, nhỏ bằng 13. Cái người ta hỏi là lambda min trong nhóm này. Đây, đề bài hỏi nhé. Trong các bức xạ cho vân sáng tại M, bức xạ có bước sóng dài nhất. Phải viết nhầm, dài nhất nhé, phải ngắn nhất. Nhưng mà cái này là lambda max. Bằng bao nhiêu? Bước sóng dài nhất là nó mắc bao nhiêu? Thế ta nhìn vào đây này. Từ đây ta thấy đây. Lambda của chúng ta bằng là A x sáng chia cho KD. Đây. A nhân x sáng chia cho KD vứt dưới đây. Thì lambda mắc ứng với K min. Rồi. Thế thôi. Thế từ đây ta suy ra được rồi. Lambda mắc bằng A x sáng trên K min thì là 7. Nhân đây bằng 0,5 nhân 10 mũ trừ 3 nhân với x sáng là bao nhiêu? X sáng là 2 cm, 2 nhân 10 mũ trừ 2 chia cho 7 nhân đây, đây là 2 mét. Rồi, kết quả bằng bao nhiêu đây? 0,5 10 mũ trừ 3 nhân 2 10 mũ trừ 2 chia cho 14, kết quả bằng là 0,714 nhân 10 mũ trừ 6 mét. Đấy, đáp án của chúng ta là gì? 0,714
0,714 nhân 10^6 mét thì nó chính là cái này chính là bằng 0,714 nhân 10^6 mét. Thì đáp án của bài này là đáp án C. Như vậy là với bài này chúng ta ôn lại được phần ánh sáng, cái câu này cho là câu trong đề, và chúng ta ôn được phần ánh sáng với nguồn sáng đa sắc, cụ thể là nguồn sáng trắng. Thì nó chỉ có một câu hỏi, đối với loại bài này chỉ có một câu hỏi, là câu hỏi liên quan đến tại vị trí này có bao nhiêu vân sáng cho bức sóng, bao nhiêu bức sóng cho vân sáng hoặc bao nhiêu bức sóng cho vân tối. Và người ta biến đổi đi thành người ta hỏi tìm lambda max hoặc tìm lambda min hoặc là tìm cái gì đó liên quan đến bài toán đấy.